Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cường Khúc Khách sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm tôm khô ngon tại nhà. Trong video, Cường Khúc Khách sẽ chia sẻ với các bạn 3 bí quyết giúp các bạn làm tôm khô tại nhà thơm ngon không bị tanh. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm tôm khô ngon thì hôm nay Cường Khúc Khách sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm tôm khô cho dịp Tết này nè các bạn, thì các bạn chuẩn bị cho mình ở đây là tôm đất. Hôm nay mình có đây là 2kg tôm đất luôn. Ngoài tôm đất ra thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 40ml rượu trắng và 40ml giấm. Giấm này là giấm trắng hả các bạn ha. Hoặc là nếu mà các bạn không có thì các bạn lựa giấm nuôi cũng được. Rồi ngoài ra thì mình sẽ chuẩn bị là 40g muối nha, 40g muối cho 2kg tôm. Ok, thì cái tôm này khi mà các bạn mua về là mình sẽ rửa sạch nó qua với lại nước muối nha các bạn, cho thật là sạch luôn. Tại vì con tôm đất nó rất là tanh. Mình rửa sạch đi. Rồi bây giờ mình sẽ đi sơ chế ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắt lên cho mình một cái nồi ha, chờ cho nồi mình thật là nóng lên. Các bạn cho 2kg tôm vào đây nha, tôm rửa xong các bạn để ráo nước nha. Rồi các bạn cho mình vào đây là 40g giấm ha các bạn ha, 40ml. Đậy nắp lại. Tại vì nó rất là, nó còn sống đó các bạn, nó tung rất là nhiều, nó sẽ văng ra ngoài á, nên các bạn phải để nắp lại ha, cỡ khoảng 15-20 giây gì đó. Thì bắt đầu các bạn đảo đều lên. À, các bạn nhớ là các bạn đảo á, đảo ở dưới ở trên lên cho con tôm nó đều ha. Khi mà nó chín đều hết rồi thì mình sẽ đem ra mình rửa lại cho sạch ha các bạn. Thì mình làm kỹ như vậy thì con tôm khô nó ra nó không có bị tanh ha. Và các bạn để lâu luôn cũng vậy luôn, nó không có bị tanh. Chứ nhiều bạn làm tôm khô mà sơ chế không kỹ là để lâu nó sẽ bị tanh đó các bạn. Thời gian mà con tôm này nó chín đều hết đó các bạn thì nó mất cỡ khoảng 15 đến 20 phút ha. Đó, sau khi mà các bạn nấu cho nó chín rồi đó, các bạn nhớ các bạn rửa lại ha. Chứ các bạn thấy cái nước này nó đục không? Đó, nếu mà các bạn lại làm luôn tôm khô thì nó sẽ bị tanh ha, nên mình phải rửa qua 2-3 lần nước lạnh gì đó để cho cái nước này nó trong đi ha, thì mình làm tôm khô nó mới ngon ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt chảo lên ha, chờ cho chảo nóng lên các bạn cho tôm vào. Mình đảo cho con tôm mình nó khô lại xíu ha các bạn, tại vì mình mới rửa xong á. Rồi lúc này thì các bạn sẽ cho mình vào đây là 40ml rượu trắng. Đó, hôm nay các bạn làm theo của mình á, bảo đảm với các bạn luôn, tôm không có một chút tanh nào hết, rất là thơm. Mình cho vào đây là 40g muối. Muối thì mình dùng là muối hạt ha các bạn. Còn nếu mà các bạn dùng muối tinh á, muối hạt nhuyễn mà các bạn hay dùng á, thì các bạn dùng cho mình nó cỡ khoảng 30g thôi. Tại vì cái muối hạt này nó ít mặn hơn là cái muối tinh đó. Rồi bây giờ các bạn có việc để lửa vừa hoặc lửa nhỏ cũng được, mình đảo liên tục đến khi mà con tôm mình nó khô ha. Giống như là các bạn sên mứt vậy đó, rất là lâu. Thì sau khi mà con tôm nó khô rồi thì mình đem đi phơi nữa là ok. Gần Tết thì cũng không có mưa, nắng rất là tốt. Còn bạn nào mà không có được những nơi mà xứ lạnh không có được nắng á, thì các bạn đem vô lò nướng các bạn sấy, hoặc là mình sấy bằng lò sấy. Lúc này các bạn là cái tôm mình nó khô nè các bạn thấy không? Nó khô rồi, không còn một xíu nước nào luôn ha. Thì bây giờ nếu mà mình rang thêm ở trên chảo nữa thì mình sẽ tiết kiệm được cái thời gian mình phơi hoặc là mình sấy. Nói chung là mình rang con tôm càng khô thì các bạn phơi nó càng nhanh. Nhưng thường ở nhà mình thì mình sẽ rang thêm nữa ha, mình đảo thêm nữa đến khi nào mà mình cảm thấy rằng nó gần cháy á các bạn, nó gần khét, nó gần cái màu nó chuyển sang cái màu nâu á, thì lúc đó mình mới đem ra mình phơi để mình tiết kiệm cái thời gian mình phơi mình sấy ha. Chứ còn các bạn chỉ cần là mình đảo cho con tôm nó khô, nó cạn nước, nó ráo nước như thế này nè là các bạn đem ra các bạn phơi được rồi. Nhưng mà sẽ rất là lâu, có khi là phải 2 nắng. Các bạn thấy cái vẻ tôm khô, tôm đất của mình nè ngon không? Thật ra thì ngoài tôm đất ra thì các bạn có thể lựa những cái tôm khác cũng được. Nhưng mà ví dụ như nếu mà các bạn lựa những con tôm, con tép á, thì nó sẽ có cái màu nó không được đỏ đó các bạn. Nó trắng trắng đó, nó không được đẹp ha. Chứ còn cái độ ngọt của nó thì cũng gần như nhau. Có nhiều bạn hỏi mình á, là sao làm tôm khô ở nhà nó hay bị dính cái vỏ. Thịt nó dính vào cái vỏ đó, các bạn lột ra nó khó và nó lâu. Thì do các bạn cho muối vào lúc con tôm nó còn sống. Ở cái bước đầu á, nếu mà các bạn nấu nó cỡ khoảng 15-20 phút á, thì con tôm đã chín rồi. Còn nếu mà mình nấu cỡ khoảng 5-7 phút thôi thì con tôm nó chưa có chín hẳn. Thì nếu như mà lúc đó mà các bạn cho muối vào luôn á, nhiều bạn cũng không thèm rửa nữa, cho muối vào luôn thì con tôm nó sẽ rất dễ bị nó dính cái vỏ đó vô cái thịt đó. Lúc này các bạn thấy nè, con tôm nè nó khô rang mà nó trắng rồi nè. Nó trắng như vậy là nó đã tách cái thịt ra khỏi vỏ rồi ha các bạn. Khi mà nó khô mình lột rất là nhanh. Đó, các bạn làm tôm khô mà các bạn đảo lên, các bạn thấy con tôm mà trắng vỏ hết luôn như thế này á, là lát nữa khi mà nó khô đó mình lấy cái đập cái vỏ nó ra là mình lấy được con tôm nguyên vẹn luôn. Đó, tôm khô sau khi mà mình rang cho nó vừa rồi đó các bạn, mình chảy ra cái mâm ha, mình phơi. Hôm nay nhà mình nắng tốt nè, mình phơi đến chiều là ok, có tôm khô ăn rồi.
Ví dụ như thường mình phơi nó cỡ khoảng 1 tiếng á các bạn, 1 tiếng 2 tiếng gì đó các bạn nhớ các bạn đảo tôm ha, đảo đều lên, tại vì cái mặt dưới á nhiều khi là nó không có khô kịp nên mình đảo lên cho nó khô đều. Đó, tôm sau khi mà các bạn đã phơi được khoảng 3-4 tiếng rồi đó các bạn thì nó đã khô rang rồi ha, khô rang rồi nè, cái vỏ lúc này nó đã giòn rồi. Thì các bạn muốn bóc cho nó nhanh thì các bạn cho nó vào trong cái túi túi lưới các bạn, cái túi mà các bạn bắt rau má nước cốt dừa đó rồi các bạn đập. Hoặc là các bạn nếu mà mình không có cái túi đó thì chịu khó là mình lột bằng tay ha. Và tôm này lúc này các bạn thấy không, nó tróc vỏ nè, lột rất là dễ luôn, con nào cũng như con nấy hết trơn á. Nè các bạn thấy không ha, mình lột rất là dễ. Thì ví dụ như nhà mình thì thường là mình phơi nó tầm cỡ khoảng 3-4 tiếng nắng là nó vừa con tôm ha, nó có cái độ khô vừa phải, nó không có khô cứng ngắc. Còn nếu giả sử như mà các bạn muốn cho nó khô cứng ngắc á thì các bạn phơi cho mình nó cỡ khoảng 2 nắng hoặc là mình phơi nó cỡ khoảng 5-6 tiếng ha các bạn ha, là nó sẽ khô cứng ngắc luôn. Còn như nhà mình thì mình phơi tầm này là ok nè ha, con tôm nó vừa khô tới thôi, mình ăn vẫn cảm nhận được cái độ ngọt thịt của con tôm. Ok, thì hy vọng rằng qua video này Cười Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm tôm khô ngon tại nhà. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món tôm khô này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.